Hello, chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến video tiếp theo của mình. Và hôm nay thì mình sẽ chơi một cái trò chơi. Đây là những thanh niên sẽ chơi cùng mình trong cái trò chơi này. Đó. Đây nhân viên đặc biệt nữa đây. Đây là ba con cá. Đó, đây là ba con cá. Bây giờ mình sẽ thả ở dưới kia. Bây giờ mình sẽ thả ở dưới ruộng kia. Đó, đây dưới này. Đó. Vâng, thì mình sẽ chọn hai thằng trong đám này, sẽ hai thằng một đội và bịt mắt để xuống bắt cá trong vòng 1 phút. Thằng trước đứng đây. Rồi, đây. Ở đây là hai thanh niên sẽ chơi trước. Đó, mỗi thằng trong vòng 1 phút phải bắt được một cá, bắt cá được đúng không? À, bịt mắt lại. Và đã bịt mắt xong hai ngày, bây giờ mình sẽ đưa xuống ruộng. Đưa đi. Đúng, từ từ thôi, đấy đấy, cái gì đấy? Đan dịt mẹ thẻ đấy, thẻ đấy, đan đất hùn đất con lại vào đây này, vào đất không phải đất em vào thẻ xuống đi, đất cái gì đấy? Mày nhìn thấy số máy đấy không? Số máy em ơi, con này con gì nghi thái nhìn thấy mọi người ạ. Con này con gì? Đổ luôn xong mọi khi nhảy xuống luôn. Nào, chuẩn bị chưa? Nào, khi nào đổ nhảy xuống nhá. Đây, thanh niên này vừa bắt được một con rồi.
lên 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 em, lên lên em. Còn một con nữa, một con nữa đằng kia, một con nữa đằng kia, đuổi đằng kia nhanh nhanh nhanh. Đây này, đây này. Vung đây, vung đây. Đấy, mò. Nhảy xuống luôn, nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống mới có. Mò đi. Mò đi. Sâu quá. Giống là khéo. Đúng bắt bắt. Ta bắt mày, con đâu. Nhanh đi em ơi. Thẻ hai con nữa là bao nó bắn. Đi về nào. Còn bây giờ còn ba thanh niên nữa kìa. Ba thanh niên mà còn một con nữa thôi. Đây là hai con 12 này nó bắt lên rồi. Đó. Mấy ba thanh niên kia vẫn đang bắt. Đâu hay cơ mà. Bỏ viên đấy. Tống ơi. Tống ơi xuống lại nhỉ, lên. Mấy ba yếu quá, hai chúng mày xuống bắt lại không? Xuống bắt chung nó. Xuống bắt chung nó thằng kia xuống được không? Xuống bắt chung nó nhanh xuống. Anh không lên không giết. Đâu rồi. Không lên không giết, nhanh còn một con luôn. Ấy cho mày vung này, lại hết vung, quay hết lại vung này. Vậy anh thấy là mày vung này. Sợ mé bên tận bên trong á. Sợ mé bên trong. Trời ơi, cá to thế không tìm thấy. Cứ bò đi, cứ tìm đi, tìm đi còn một con nữa, mới có lên được hai con. Chết cá à? Ui giời, đâu ấy. Sợ ven đi. Cá đồ. Mò đi, cứ mò đi, cứ mò. Đi rồi. Thằng kia ngu à? Đấy rồi. Chưa mò đi, chưa mò được. Đâu rồi? Lên rồi, lên rồi, chờ. Lên lúc nào đây? Đây rồi. Ok, thì sau khoảng thời gian bắt cá và quần đảo dưới bùn thì đã tìm được ba thanh niên bắt được cá. Ê, hai, đây, lên, đây. Cảm giác chú sau khi bắt cá nào? Cảm giác rất riết. Rất riết. Rất lạnh. Bây giờ đúng ngoài Bắc bọn bây giờ ngoài Bắc đặc biệt là Thái Bình bọn mình bây giờ là thời tiết đang rất là rét mọi người ạ. Mà ba thanh niên đây nhìn đây. Khổ rất là khổ thân mọi người. Đây. Đây cảm giác chú sao? Bắt cá thích không? Thích không? Thích ạ. Thích. Thích là được rồi. Đây thanh niên này đi. Thanh niên nào? Ok. Và có lẽ mình sẽ phải kết thúc cái video tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình. Mọi người thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh và chia sẻ giùm mình nhé. Bye bye mọi người.